Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirGrop nhận 5 tóc cần có ký hiệu là Bumni. Từ một cái dí, đây là một cái dí Bumni nha các bạn. Thì để tham gia dự án AirGrop này thì thể lệ của nó như sau nè các bạn. Thì bạn bấm vào AirGrop nè các bạn. Hello, welcome to Bumni Financial Silicon Valley. Mình quyền các bạn. Thì đầu tiên các bạn cần phải tạo một cái tài khoản trên dí Bumni này các bạn và xác minh hộp thư email của mình nha bạn. Và hoàn thành KYC bạn sẽ nhận được giá trị là $50, chỉ giá là Bumni là 5 tóc cần Bumni đó bạn. Hiện tại đã lên khoảng cả $100 các bạn. Phần thưởng, lưu ý là phần thưởng sẽ bị khóa trong 180 ngày các bạn mới thể rút ra được các bạn. Nhưng mà trong chương trình nó khóa thì các bạn sẽ nhận được lãi suất là 69% trong thời gian khóa này nha các bạn. Thì để tham gia mình qua bên sàn Bankrate mình check giá cho các bạn 5 tóc cần Bumni luôn đó các bạn. Vì mình đã ép con chắc của Bumni lên sàn Bankrate luôn các bạn. Hết nè. Năm token Bumni có khoảng bao nhiêu ta? Hồi sớm là có khoảng 0.20 mấy BNB khoảng. Giờ qua BRT còn hiện tại còn khoảng 70 mấy đô mà cũng ngon các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thì của mình các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Đầu tiên đối với bạn nào chưa có tài khoản thì bạn bấm vào mục đăng ký nha tất cả các bạn. Thì cái con web này cái dí này đang bảo mật nên nó thường mắc kết nối thì các bạn vào lại nha các bạn. Thoát ra vào lại nha các bạn. Thì đăng ký họ và tên, còn mã giới thiệu này có để dưới phần link mô tả đó các bạn. Tôi tin họ và tên của bạn, email, mật khẩu, sẽ nhận mật khẩu, mã giới thiệu của đây phần link mô tả. Hoặc nó có hiện thì các bạn khỏi nha các bạn. Rồi bạn bấm vào tôi chấp nhận điều khoản và bấm đăng ký thì nó sẽ gửi về bạn một cái email, các bạn vào mail, cái feed mail các bạn, rồi các bạn đăng nhập vậy thôi. Vì mình đã có tài khoản đăng nhập rồi. Sau khi các bạn đăng nhập xong thì các bạn chờ một chút xíu các bạn, để đăng nhập các bạn. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn bấm vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Các bạn bấm vào một hồ sơ nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào một hồ sơ, nó có chỗ này có một KYC nè. Các bạn nhấp vào một KYC nè các bạn. Bạn tải lên cho nó 3 bức ảnh. Các bạn chỉ tải lên bức ảnh thứ nhất là các bạn cầm một giấy chứng minh nhân dân và có khuôn mặt của tất cả các bạn nha bạn. Chụp hình selfie cho sáng, cho gõ chữ nét và mặt. Và bức ảnh tiếp theo là giấy chứng minh nhân dân mặt trước và giấy chứng minh nhân dân sau các bạn. Vì cái này nó bao mặt quyền lợi mình nên mình không có thể hướng dẫn các bạn được nha các bạn. Sau khi các bạn KYC thành công nha các bạn thì các bạn nhấp vào, các bạn copy cái link web này là của nó lại các bạn. Các bạn mở địa chỉ với MetaMask mình ra nè. Các bạn kết nối với nha các bạn. Các bạn nhớ chọn mạng với BNB Smart Chain Bet20, các bạn nhấp qua trình duyệt nè. Các bạn dán cái đường link các bạn đã ấy vào rồi bạn. Ai rớt vào nè. Nó hơi mắc chứ các bạn làm lại nha các bạn. Vì hiện tại trong web đang bảo mật không sao các bạn làm lại nha. Rồi khi vào web các bạn login nha các bạn. Thì hiện tại trên cái ví mình chưa có nhận được token các bạn, vì mình đã chưa có KYC thành công, mình mới KYC bạn. Thì dạo đây nó có một connect thì kết nối ví, thì bạn nhấp vào một kết nối ví như thế các bạn. Thì mình connect ví mình. Hiện tại dự án này là một cái ví Bumni đây các bạn, một hồ sơ mình nè các bạn. Blue file copy. Thì dự án của nó các bạn. Nó đang trong chương trình phát triển một cái ví và nó đang bán token NFT giá phi sale nha các bạn. Thì mình chủ yếu mình làm AirDrop thôi các bạn. Còn giá mua phi sale này thì mình qua anh coi nó bán, đang bán token NFT nè các bạn. Còn staking thì sau này hôm nay mình KYC hoàn thành, mình nhận 5 token đi, mình sẽ hướng dẫn các bạn staking hoặc là thông báo các bạn sau đến ngày nó cho rút thì mình thông báo cho tất cả các bạn nha bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận 5 token Bumni đến đây kết thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Các bạn nên làm nhanh nha các bạn.